về thì mai ở ngày thì mắc cỡ tôi ở quên về lại ta về tình thương nhớ thương lại ta về tình thương dẫu cho khác họ người vẫn tâm đồng ý hợp không thương sao đành duyên nợ kiếp tôi cho mình lại gặp mình con quả trên cành tan tình con quả bên đường sao bầu chẳng dừng chân con sao qua lòng con nhồng có độ sao ai nhận đường đón ngó mà chi gặp nhau trên nói đôi câu chờ đợi chi lâu rồi bầu ơi có biết còn lấn quân làm gì đó hai đứa tôi mình người dân giang hồ mà đi chung đường mà về chung ngõ sao gọi thiên hạ họ gì xong họ nói qua kia nói thì mặc kệ người dân mà đem lòng thương nhớ tôi mà họ nói gì nói mặc kệ họ miễn sao mình có thì thôi à thôi nói cách gì anh cũng nói cho xui à hỏi tránh đường cho tôi đi kẹo về đi hết chợ chưa bán buôn ấy ầm về nhà mẹ mắng rồi biết mắt thường vậy chứ sao họ nói
này người ta tới nhà mà không chịu mở cửa. Nè, cô anh quên cái câu phi đạo tắc dâm. Nhưng tụi mình là duyên trăm năm, gặp gái cho mang yên mang tâm cha mẹ buồn. Được gần nhau cho đỡ sầu trong già, thì bao cũng đừng xua đuổi mà đi. Sợ là mang tiếng thầy phi, chờ sợ khi gái chuyện mình đi chung đường. Ở nhà còn nhớ thầm thương, ra đường chạm mặt cho đỡ buồn vậy thôi. Nhà mỗi cây mai mẹ cha giáp mặt đời tới núi Hà Râm, làm để mấy năm anh đây không sợ, chỉ sợ cha mẹ nghèo thiếu chút hụt sao. Hay là anh con